X88 Nhà đất Hải Phòng xin kính chào quý khách. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà đất. Quý khách đang được chiêm ngưỡng căn nhà tọa lạc tại phố Bùi Viện và đang được giao bán với giá 2 tỷ 780 triệu, có bìa đỏ và giấy phép xây dựng đầy đủ. Căn nhà có diện tích 48m2, 3 tầng, được xây dựng chắc chắn với thiết kế hiện đại và quay về hướng Đông Tứ Trạch. Cấu trúc của căn nhà bao gồm một phòng khách, một phòng bếp, ba phòng ngủ, ba nhà vệ sinh, phòng thờ và sân phơi. Tầng 1 của căn nhà bao gồm phòng khách và phòng bếp thông nhau, ngăn cách nhau bởi cầu thang. Phần trước của tầng 1 là phòng khách được lát nền đá hoa màu trắng sáng bóng. Toàn bộ tường xung quanh cũng được sơn màu trắng cùng tông tạo nên vẻ đẹp hiện đại, trang nhã cho ngôi nhà. Bên trên trần nhà có trang trí hệ thống đèn LED và đèn chùm tạo điểm nhấn rất bắt mắt. Phía trước nhà có khoảng sân đủ rộng để xe máy. Đi sâu vào bên trong là không gian phòng bếp rộng, đã có sẵn kệ bếp, hệ thống đèn chiếu sáng đẹp. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà đất. Nhà nằm trong ngõ cách mặt đường Bùi Viện chỉ 30m, gần chợ và trường học, trung tâm thương mại. Cầu thang đi lên các tầng bên trên được lát nền đá tối màu, thanh vịn lan can làm bằng gỗ. Trên khu vực các tầng trên được chia ra thành nhiều phòng ngủ với các nhà vệ sinh khép kín. Phòng ngủ rộng thoáng, có cửa sổ đón gió và ánh sáng cho căn phòng. Nhà vệ sinh có sẵn bình nóng lạnh, đá ốp lát sáng bóng. Khu vực bên trên tầng thượng có sân phơi rộng và hút gió. Chỉ với 2 tỷ 350 triệu đồng là quý khách đã có thể sở hữu căn nhà với diện tích 48m2, 3 tầng chính chủ. Hãy nhanh tay nhấc điện thoại lên để liên hệ. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà đất. Xin chân thành cảm ơn.